Hello bà con, hôm nay mình lại quay cho các bà con xem bơ Cuba đây. Ui dồi ôi. Ai? Ui dồi ôi. 2 cân nhá. 2 kg nhá. Đấy thấy không? 2 kg này. Và bơ này. Thấy không? 2 kg quả. Đấy. Quả ấy kỳ 8 á. Quả ấy kỳ 8. 5 lon. Bỏ đi đây đây. Quả to nhá. Quả. Đầu tiên là 59 đúng không? Cái đầu tiên thì xong 55 rồi. 65 đúng không? Nhầm. Bao nhiêu? Đây. 72. Có đâu mà. Ừ, 72. 82 ký một quả nhá. Chúng ta thằng bơ, thằng bơ biết mối không? Bơ trái dê sợ chưa? Còn cả bơ rồi. Vâng. Cháu đang đóng bơ để đi ra Hà Nội. Mua mít đi ngon lắm. Có 30.000 trái thì ông chồng ơi, đàn đàn.